Xin chào tất cả các bạn, mình là thằng em TB. Chào mừng các bạn. Thì ok, hello, xin chào các bạn nhé. Lại là mình đây, Rose17 đây các bạn ạ. Yes sir. Lâu mà chúng ta không gặp nhau nhỉ. Cụ thể là chắc 48 giờ, à chưa đến 48 giờ đâu. 40 giờ là cùng. Cắt đây khoảng 2 tuần trước các bạn ạ. Tôi có lên một cái video gọi là leo run thách đấu các bạn ơi. Ở cái tiêu đề đó ghi là hành trình lọt top 6.000 server các bạn ạ. Thì tôi đang lọt top 6.000 server rồi nha các bạn nha. Oh my god. Thì khoảng 7.000 điểm, hơn 7.000 điểm là lên được thách đấu nha các bạn nha. Thì tôi đã lót lại cái hành trình từ huyền thoại 1 sao cho đến cao thủ nha các bạn nha. Và đã hoàn tất của hành trình lên 6.000 điểm. Nếu mà video này được 500 like tôi sẽ lên thách đấu với anh em chơi luôn nha anh em nha. Mà đến được 1.000 like thì tôi sẽ tạo lại mini game cho các bạn xem luôn. Và đây cho các bạn xem cái lịch sử đấu của tôi nha các bạn nha. Trời ơi là trời, anh em nhìn nào, anh em nhìn thấy cộng 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 vậy thôi. Đấy, anh em thấy chưa nhiều không? Đấy, xuống dưới cái, ủa ơi, trừ vãi cả trưởng. À thì anh em cũng biết đấy, tôi đã cốt thế giới mà các bạn. Đấy, thì KD mùa này của tôi đấy các bạn, 254 trận, win 29 trận nha các bạn nha. Đó, lần đầu tiên tôi được cao thủ của các bạn ạ. Mà các bạn cũng đã biết là tôi phải gọi là gắn team thế giới nha các bạn nha. Đấy, ví dụ tôi vô team này, ui, toàn gái này, tiếc đấy nhờ, đang quay video. Trời ơi, thôi anh trai, trêu trêu mấy bạn tí các bạn ạ. Đấy, biết tôi gắn mấy cái này vãi cả lìn luôn, thách đấu, huyền thoại các thứ này anh em. Đó, anh em thấy clip hay để lại cho tôi xin một like, một đăng ký nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Cùng vô với cái hành trình leo lên cao thủ 6.000 điểm của bên nào, let's go. À, có thằng cuối để tôi mọi người ơi, thằng cuối để tôi, nhìn tôi thể hiện ngon trọt cho anh em xem nào. Ui, trời là trời, cái đấy nhờ, top 1, đơn giản đấy, top 1 đối mình cực kỳ là đơn giản luôn nha các bạn nha. Đây là huyền thoại 1 sao của tôi nha các bạn nha, cho đến cao thủ là hơi bị khó đấy. Trận này tôi có pha cân 40 tên quên quay các bạn ạ. À. Ở đây một bé nè. Đây. Mày ngồi đó mà lúc đồ bo mà không chạy đi, sắp tới đứt rồi mà không chạy mày. À đây còn thêm bé nữa nè. À đây đây. Mày ui, khổ thâu sơn này thấy sấy ra phê đấy nhờ. À còn một bé trong nhà, còn một bé trong nhà. Ba bé nè. À còn một thằng nữa ra nốt đi. Một thằng nữa ra nốt đi. À đây 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 đây. Mày định móc ai? Cầm shotgun à? Mày cầm M1887 á mày. Đã anh em thấy cân 4 chưa? Đẳng cấp chưa? Like 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 nhá. Rồi, 2 sao rồi, mấy cái này nhanh đấy mà. Thôi đi đã có hẳn hoi nhá anh em nha, anh em nhìn nhá, không kết bạn với ai nha các bạn nha. Đấy, anh em này bảo tôi là ui thằng này đã cốt gì này, mời đồng đội vô để đồng đội gắn các thứ là chết tôi đấy. Đúng đúng. Mới đầu mùa thôi mà run huyền thoại 3 sao mà tôi đã phải nhảy xuống khu cổng trời thế này rồi. Ao chừng. Ấy xà bắn anh em tôi anh em ạ. Mày dám bắn đồng đội tao mày. Ui với con đệt thì sao mà tôi thấy bên đồng đội tôi có mấy chấm đỏ nhỉ. Trời ơi bắn nhau căng thế, sao làm gì mà căng thế. Đâu đâu đâu, à đây 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 đây. Mày chạy đi, ui. Trời ơi mày bắn khổ gì đâu ạ. À, M1887 hả mày. Ui phun vàng không sao. Ui sao đông thế, chỗ gì mà đông thế. Vội thế. Con Lamborghini này đi săn thôi đó. Chở mấy em gái thích liền ấy. Ơ sao trong có người có người có người. À đây đây. Mày né đã. Ủa ơi đồng đội báo thế. Trời đi đặt tên gì đây. Cu te con cát. Ê anh em tự hiểu nha, chứ tôi không đọc ra được đâu. Một phát ăn gậy. Đâu ôi bạn. Ủa ơi mạng lắc từ từ cho anh làm gì căng thế. Làm gì mà căng thế, cái gì vậy. Từ từ đó chứ, ghét cái chọc này anh em ạ. Đấy con người từ từ được các bạn ạ. Để cứu bạn con cát này nha các bạn nha. Ây trời ơi, ơi căng thế. Ây giờ chứ mà tao quên địch. Mày chạy đi. Trời M60 bán phê thật các bạn ơi. Mỗi lần mà các bạn có M60 ba chiêu các bạn ngồi xuống ấy. Không sao các bạn ạ, à, đồng đội đã cứu được tôi các bạn ơi. Còn một đứa nữa thôi, lấy được tôi một rồi. À, trên nhà. Kill này để tôi lấy 8 kill luôn. Kill này để tôi, à đây. Mày chá, top 1. Sợi là sợi, đơn giản anh em ạ. Quá là đơn giản luôn. Đây, cộng bao nhiêu điểm đây. Ui, trận này cộng khá khá đấy. Cũng cộng 47 điểm, ok, ngon ăn cần đào rồi còn gì nữa. Cái này là trời cho là trò chơi rồi các bạn ạ. Trời ơi, tự nhiên AFK ở đây đẹp thế chứ. Hình như tôi nghe từ bước chân bên trái thì phải. À đây, mày chạy đâu mày. Mày đứng tưởng tao boss là mày bắt lạt nha. Mày một bé. Ây thằng này cầm chú gôn cẩn thận. Cẩn thận. Nhưng mà cái trình độ kéo what shot thế này của tôi. À lộn, kéo full hết shot thế này của tôi thì gọi là ao trình vẽ lìn luôn em ạ. Gắn đồng độ cũng gọi là đẳng cấp. Anh em thấy đồng độ tôi không, nóc hết rồi. Nhưng mà cái trình độ của tôi ấy cứ một phát hết luôn. À, có đứa gốc ẩu, có đứa câu mẩu mày. À có một bé, có một bé. À đây. Mày nghe từng chân các bạn ạ. À. Đông đấy. Mày đừng tưởng tao boss mày dễ bắt lạt nha. Ui, tiến ra thằng đó sao mặc bộ đồ giống hồi nãy mình đã cốt thế giới đấy nhỉ.
vừa cứu tôi xong cái là đội tôi bay màu luôn rồi các bạn ạ. Có người mày ủa hai đứa ôi trời, từ từ nó một rồi các bạn ạ, nó một rồi, từ các bạn ơi, từ từ làm gì vậy, xoắn giúp em trai cứu cô vội thế, bo cuốn là vội thế. Nhưng mà không sao, với kỹ năng kiểu là ta sụt giãn lướt lướt như này nó khó bắn dính đâu đó các bạn ạ. Đấy mày đâu mày chạy nữa đi mày, mức đồ á, có cái MB đây mà ta. Còn đấy thấy cái đây cái MB lấy lộng cái MB các bạn ạ. Cái MB bắn đam cao. Mày cứu đi. Ấy chém. Mày đấy nóc 3. Anh em thấy bắn đẳng cấp không? Quá đẳng cấp luôn đấy trời, đẳng cấp thế. Nhớ xin một like cho tôi, xin một like đăng ký nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Trận này tôi còn gặp ông thách đấu 751 server các bạn ơi, gắn hai ông răn bạch kim và kim cương kìa. Uầy, vô hỗ trợ mấy ông một tay leo răn à. Ấy ra đầu sừng. Mày. Này thì đầu sừng. Ui, trời ơi. Vậy không chết à? À Sonia không sao. Nhưng mà có đồng đội. Uầy, tiếng đàn này cũng biết chơi phết đấy, giàu phết đấy các bạn ạ. Nhưng mà giờ OB này còn xài Sonia nữa là thôi vứt bỏ đấy các bạn ơi. Để tôi vô cứu đồng đội đó các bạn ạ. À, có một bé chạy vô đây mày mà định cứu ai. Ơi. Ê, cái này tôi phải gọi bằng bác rồi các bạn ạ. Các bạn để ý cái tên không? Cái gì mà Thùy 9X kìa. Đó. Thùy 9X con người. Mày chắc là chồng của bà đó các bạn ạ. Ơi mình phải gọi đó bằng bác rồi, bác ơi xin lỗi bác nha. Ôi còn ông bác này nữa, từ để tôi xử lý cho hai ông bác này đi xuống suối vàng luôn để gặp ông bà ông vải nhá, về các tủ tiên nhá. Đây từ từ căng đấy anh trai, làm cái gì mà căng dữ vậy ông bác. Rồi nghe thì bên trên bên phải anh em ạ. Mày này thì không ở với chúng tôi, mày bá vô mà núp. Ôi trời ơi trời, cái thằng đầu vịt này dám gắn né tao. À lộn, thằng này thằng đầu gà các bạn ạ. Mọi người nhớ mắt tao ấy, trận này tao còn là top 1 thôi, tao còn co luôn. Tên hay là con cuối này tao qua sọt mày. Quá là cấp luật, trận này săn rồng mà. Săn rồng xong cũng cộng được khá điểm các bạn ạ. Đâu bao nhiêu điểm đây? Ui, 63 điểm cao phết. Huyền thoại 5 sao rồi chứ, nhưng mà vẫn nhảy cổng trời đẳng cấp anh em. Anh em, từ tướng chắc căng đấy. Có súng mọi. Ui, tiện K98. Nhưng không sao, bắn cứ gọi là đẳng cấp anh em ạ. Ui ơi, từ tướng ơi, thay em anh ơi, ăn cơ biết 38 thay em anh ơi, làm gì mà căng đấy, vội đấy, chạy em ạ. Cái keo gì mà cứng dữ vậy anh em, ta phá thì cũng giò khung đúc con. Đây, keo đẹp dữ vậy trời. Lamborghini như cái xe của tôi anh em ạ. Ở đây mày một máy nè. Này có MB, súng tủ của tôi, tôi đang leo top MB anh em ạ. Hiện tại tôi đang ở top 3 mấy Nam Định anh em ạ. Ở đó là tỉnh tôi, còn Việt Nam là tôi thiếu khoảng 7.000 điểm, 6.000 điểm, như đúng rồi 6.000 điểm là tôi lên top Việt Nam rồi các bạn ạ. Nhớ like subscribe cho tôi thật nhiều để ủng hộ tôi và tôi có động lực để tôi leo nha anh em nha. Mình nhảy xuống đây. Nó nhảy thật kia anh em. Mày này thì nhảy xuống. Thằng này nó bị ngáo đá sao anh em ạ. Tuy nhiên nó nhảy xuống rồi tôi đang ở dưới đó. Đây còn trên đây từ mấy anh này nguy hiểm đó các bạn ạ. Đặt quả mìn đó mình nên phát là dám gai ăn liền luôn anh em ạ. Bọn nó ke nhau trên mấy nhà bắn nhau các bạn ạ. Đây mày né cái đầu ra mày. Trai cứu đồng đội à? Anh trai cứu đồng đội à? Cái trận này tôi gặp một ông có vợ sao anh em ạ? Tôi nghe kể là ông đó có một vợ hai con anh em ạ. Kêu tôi là 2025 lấy vợ sao? Đừng có lấy vợ nha, đấy là các thứ trời là trời đang bắn phai tự nhiên kể đang chuyện vợ con đây đấy trời. Ui, bắn nhau gì mà đặt keo ghê thế? Trời lắc xe đấy. Trời ơi nhảy xuống. Đây. Mày một bé này. Ui. Trời ơi trời. Nó lắc sao các bạn, nó nhảy quá bạn ơi. Chuyển lại cái đồ nhảy mới mới được. Ơi cái thằng này đu cắp treo kiểu gì này? Đu cắp treo đầu xuống dưới đất à? Tao cho mày một phát headshot luôn cho mày khỏi đu với mày. Này thì đu với mày. Ơi thằng đó nhìn quen đấy nhở. Như kiểu là tôi gặp nó ở đâu ấy. Còn thằng cuối là lấy top 1 cho chúng mày biết thế nào lễ hội luôn. Tới câu chuyện thằng này ở đây. Ơi trận này tôi lên chuỗi 3 sao các bạn ạ. Đấy mày thì MB phục sinh mày. Mày chết đi. Trận này tôi lên chuỗi 3 sao các bạn ạ. Tôi nhớ sơ là vậy. Để xem qua lên chuỗi 3 đúng không. Đã xem quay chuỗi 3 5.700 nè. Cộng thêm 39 điểm nữa. Đúng rồi, trận này tôi chuỗi 3 đấy. Anh em thấy tôi leo đẳng cấp không? Quá đẳng cấp luôn, 3 trận thắng liên tục luôn. Mà đá cốt thế giới nha, khét đấy. Trận này lấy chuỗi 4 chắc rồi các bạn ạ. Đấy, mẹ trong nhà làm cái gì đấy. Ui từ từ các bạn ạ. Từ từ thôi, vội vàng không được.
không vội được đâu các bạn ạ. Hà Nội không vội được đâu. À mày nốc hay mày? Này thì nốc hay mày? Ui, trời ơi, nó ném bom ảo đấy. Nó cầm gì? Ủi, đồng đội nốc hết nhanh vậy. Không sao các bạn ạ, tôi vẫn tin tưởng vào đồng đội tôi với cái trình độ đồng đội tôi đấy. Nên cái bạn này bạn auto. Vãi cả đái à, top 3 thì trời ơi là trời, cậu 45 điểm mất cái chuỗi 4, mẹ đen thế nhờ. Hay thật sự anh em ạ, à, thẻ vô cực 1-2 cũng không làm được cái gì luôn chứ. Để tôi cho anh em xem cái chiến 7 AVKM tôi hay là thay đẳng cấp vậy ạ. Mày mày, một viên AVKM và tôi bắn một đống viên mà đam 16-17 mà nó không chết các bạn ạ. Mà trong khi đó tôi bắn khổ AVKM là 167 máu rồi. À, thằng này cầm súng sạc mày, dám giết đồng đội ta. Ui, bạn này tên Tuyết Nhi à, giờ tôi không để ý luôn chứ. Mấy bạn tên Nhi thường xinh lắm đấy. Ui, trong pha này tôi bị ba thằng đến bao vây rồi anh em ạ. Nhưng không sao, với cái trình độ cân bốn của tôi một bé này. À, từ anh trai làm gì căng thế, làm gì mà căng thế, vội thế. Ở đây mày. Ui, hai đầu anh em ạ, hai đầu rồi. Giờ ở đây mày hạ hai bé này. À, mày cứu đồng đội à, mày cứu nó đi. Tôi có Skyler, nó không biết tôi có Skyler. Ba bé này vớ vẩn chưa anh em thấy đặc không? Ba thằng đơn giản vãi lìn luôn anh em ạ. Ao trình thật sự, có đứa lớn đây tôi một các bạn ạ. Mày trời là trời, đơn giản thật sự anh em ạ. Đấy, tôi gắn mấy bạn trên tem thế giới đấy, anh em thấy tôi gắn đẳng cấp không? Bắn cứ gọi là đẳng cấp luôn anh em ạ. Thằng đã công ẩu tôi các bạn ạ. À đây, mày thì công ẩu mày, em thấy cầm sọt gun gì không? Huyết hỏa đấy, trời ơi. Lần đầu tiên tôi xài khẩu này các bạn ạ. Tôi bị lộn được cây huyết hỏa này, thằng cây gì ta? Huyết long các bạn ạ. Mà trong khi đó M04 chẳng có cây nào tên là huyết long các bạn ạ. Nên lúc đó tôi cứ bị gọi cái khẩu M04 này là ăn long các bạn. Chỗ này có vẻ đông anh em ạ. À, có một thằng trước mặt tôi. Ui, nó xài cái lựu gì đau chứ vậy? Mày một bé nè. Từ tôi nghe tiếng chân. Từ các bạn lại, tôi hồi miếng máu ấy. À đây. Mày chạy đi đâu? Ui, nó cầm sút gun luôn. Mày này thì cầm sút gun nhưng mà không sao. Ê, cái trò phải không hết trò như vào người nhưng mà vẫn chết là được anh em ạ. Đấy, em thấy cái chế độ xử lý tôi đặc cơ. Ui, M043 chip bắn phê thật anh em ạ. Sướng thật sự. Ok anh em, và tôi đã hoàn thành cái thử thách là lên 60 điểm rồi nha anh em nha. Anh em nào mà muốn tôi lên thách đấu hãy like và đăng ký nhiệt tình cái video này nha anh em nha. Thì chắc clip của mình cũng xin tạm dừng tại đây thôi. Bạn nào thấy clip mình hay hãy để lại cho tôi xin một like và một đăng ký nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn các clip tiếp theo. Bye bye.